Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, trong số chuyên đề được phát sóng vào ngày 15 tháng 8, thì chúng tôi đã phản ánh những kết quả bước đầu đã thực sự mang lại hiệu quả to lớn trong công tác cải cách hành chính. Sau 4 năm đã có 1,34 triệu hồ sơ được xử lý với 22,8 nghìn doanh nghiệp tham gia trên cổng thông tin một cửa quốc gia, cũng như những kỳ vọng của doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ một cách thuận lợi nhất từ các bộ ban ngành. Trong tuần này, thì với một thực trạng là đến nay chỉ có 53 thủ tục được triển khai trên cơ chế một cửa quốc gia, con số này mới đạt được 19% so với mục tiêu là 283 thủ tục đề ra ban đầu, theo quyết định số 2185 năm 2016 của Thủ tướng. Theo phản ánh của doanh nghiệp, thì hiện nay việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia vẫn chưa đi vào thực chất, còn chồng chéo và trùng lặp, dẫn đến doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đây sẽ là nội dung chính trong chương trình Tài chính thuế tuần này với chủ đề Tiếp tục hoàn thiện cơ chế một cửa quốc gia phần 2. Mời quý vị cùng đến với những ghi nhận ngay sau đây. Nhờ cơ chế một cửa quốc gia, doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thể gửi thông tin chứng từ điện tử qua mạng mà không phải đến xếp hàng làm thủ tục như trước. Riêng năm 2017, thời gian thông quan với hàng hóa xuất khẩu đã giảm 3 giờ, hàng hóa nhập khẩu giảm 6 giờ. Tuy nhiên, việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia vẫn hạn chế so với yêu cầu của chính phủ. Qua 4 năm, mới chỉ có 53 trên 283 thủ tục được kết nối và nhiều công đoạn trong đó doanh nghiệp vẫn phải nộp hồ sơ giấy, chưa điện tử hoàn toàn. Trong lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành, số lượng hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành còn chiếm tỷ trọng lớn. Trong năm 2017, số lô hàng bị kiểm tra chuyên ngành so với tổng số lô hàng xuất nhập khẩu chiếm khoảng 19,4%. Hiệu lực, hiệu quả kiểm tra chuyên ngành còn thấp, còn nhiều chồng chéo và trùng lặp. Phí kiểm tra một số mặt hàng xuất nhập khẩu vẫn còn cao. Cụ thể, Bộ Công Thương có 6 thủ tục, Bộ Khoa học và Công nghệ 4 thủ tục, Bộ Giao thông Vận tải có 12 thủ tục. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 13 thủ tục, Bộ Tài nguyên và Môi trường 4 thủ tục, Bộ Thông tin và Truyền thông 1 thủ tục, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1 thủ tục, Bộ Y tế 5 thủ tục, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 1 thủ tục. Bộ Quốc phòng 3 thủ tục liên ngành đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, 3 thủ tục liên ngành Tài chính, Giao thông Vận tải, Công an, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Cơ chế một cửa quốc gia được coi là một trong những giải pháp cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc giảm chi phí và rút ngắn thời gian thông quan. Tuy nhiên, việc kết nối trên cổng thông tin một cửa thì vẫn bị doanh nghiệp phàn nàn là nửa vời khi mà để được thông quan trên cổng thì chi phí cao hay quá trình thông quan còn gặp khó khăn, hiệu quả làm việc của công chức thấp. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận sau đây. Hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát nhanh và logistics, đại diện doanh nghiệp này cho biết hiện nay doanh nghiệp gặp một số khó khăn như xin giấy phép online nhưng vẫn phải chờ kết quả phản hồi giấy phép và kết quả kiểm định hàng thực tế. Vì sau khi giấy phép được phê duyệt thì sẽ mang hàng thực tế tới Bộ Thông tin và Truyền thông để kiểm tra, như vậy mất rất nhiều thời gian từ lúc kiểm tra tới lúc có kết quả cuối cùng. Tôi thấy có một cái hệ thống công, tuy nhiên thì những cái nhân viên mà đi làm việc thực tế đều cũng phải làm cái công tác là manual rất là nhiều, là đi từng cái bộ phận xem coi là cái hàng hóa của mình nó đang ở cái giai đoạn nào, để nhờ các anh chị ở cái cơ quan truyền thông này thúc đẩy nhanh cái việc là cấp phép hay là đưa ra kết quả giám định. Thì cái mong muốn của tôi là nếu mà mình đã làm được cái cổng công trực tuyến này thì tất cả mọi thứ chúng ta có một cái process một rất là rõ ràng. Và về cái thời gian thì vậy, nó phải rút ngắn để giảm thiểu cái công việc là công việc thủ công mà chúng ta vẫn làm giống như ngày trước, là cứ phải đi kiểm tra, đi nhắc nhở. Liên quan đến thanh toán thuế, phí cũng khiến cho doanh nghiệp gặp nhiều bất lợi. Theo phản ánh của doanh nghiệp, hiện còn nhiều loại phí thủ công. Do vậy, quy trình hoàn tất trách nhiệm thuế phí khiến doanh nghiệp mất nhiều thời gian và công sức. Thì doanh nghiệp của tụi em khi đại diện cho chủ hàng để làm thực hiện cái việc kiểm tra chuyên ngành thì có thể thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt mà nó có lực rõ ràng. Chứ mỗi lần mà tụi em bị kiểm toán bởi tập đoàn là nó bị vướng cái phần này rất là nhiều. Mà em cũng tham khảo trong những cái thông tư hiện nay thì trong thông tư thì nói rất rõ về mục đích thu lệ phí, về cái mục đích sử dụng để cấp như nhưng mà không có nêu rõ về cái phương thức thanh toán. Lúng túng, mất nhiều thời gian là những chia sẻ của đại diện Hiệp hội Logistics khi hiện nay vẫn còn tồn tại thực trạng các cơ quan quản lý nhà nước chưa công nhận chữ ký số của đại lý hải quan trong thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Chính điều này đã gây ra nhiều bất lợi cho doanh nghiệp. Chưa cho phép đại lý hải quan ký giấy tờ thay mặt chủ hàng làm thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Thì đấy là một vấn đề mà thực tiễn hiện nay chúng tôi đang gặp phải. Theo một số chuyên gia, việc vận hành cơ chế hải quan một cửa quốc gia kết nối Tổng cục Hải quan với các bộ ngành chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng.
Trong đó, số thủ tục thực hiện qua cơ chế một cửa quốc gia còn nhỏ so với tổng số các thủ tục mà doanh nghiệp đang phải thực hiện. Đa số các cơ quan, đơn vị đều mới áp dụng điện tử một phần, vừa thực hiện thủ tục điện tử, vừa phải yêu cầu nộp hồ sơ giấy. Trong cái thời gian vừa qua thì cũng có một số những cái mặt tồn tại hạn chế. Thì cụ thể ở đây thì cái số lượng thủ tục thực hiện thông qua cơ chế một cửa thì vẫn còn chiếm một cái tỷ lệ tương đối là thấp so với tổng số các cái thủ tục mà sẽ được triển khai thông qua cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2016-2020. Và cụ thể là 39 thủ tục trên tổng số 284 thủ tục theo kế hoạch thì mới chiếm một cái tỷ lệ khoảng 13%. Bên cạnh đó thì việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia thì cũng còn gặp một số những cái hạn chế, mà cụ thể ở đây chính là cái hạ tầng công nghệ thông tin thì vẫn đang trong cái quá trình hoàn thiện, các bộ ngành hoàn thiện. Cái thứ hai đó là về cơ sở pháp lý thì cũng chưa được đồng bộ và vẫn cần tiếp tục được rà soát để mà hoàn thiện hơn nữa. Kết quả điều tra PCI 2017 cho thấy vẫn có trên 59% doanh nghiệp cho biết họ vẫn còn phải trả các chi phí không chính thức. Đặc biệt, có 2/3 số doanh nghiệp trả lời tình trạng chi trả chi phí không chính thức là phổ biến, khoảng 7-12% cho biết có chi trả một số tiền lớn cho khoản này. Giống như doanh nghiệp của chúng tôi là về vận tải, tôi nói lại là về vận tải, về logistics, về khai báo hải quan. Khi mà chúng tôi làm việc với khách hàng và chúng tôi đưa cái phí mà chúng tôi thực sự nộp cho các đơn vị nhà nước ấy, và một loạt các cái phí mà kê ra, nó không có chứng từ, không có đơn gì hết. Nó chiếm đến khoảng tầm 40-50%. Một khoản phí mà bao nhiêu năm nay tôi làm mười mấy năm trong nghề này, tôi không biết tại sao nó cứ mãi như vậy. Dù đã có nhiều cải cách, nhưng đây vẫn là những khó khăn lớn nhận được nhiều phản ánh từ doanh nghiệp. Nếu thực trạng này không được quyết liệt cải thiện, thì hàng triệu ngày công, hàng ngàn tỷ đồng chi phí tăng thêm nữa sẽ tiếp tục là gánh nặng lên doanh nghiệp. Theo VCCI, 95% doanh nghiệp cho rằng hải quan điện tử giúp rút ngắn thời gian thông quan và tiết giảm chi phí. Song để đi vào thực chất thì doanh nghiệp kỳ vọng nguồn nhân lực giám sát, xử lý các thủ tục xuất nhập khẩu qua cổng một cửa nhanh và chính xác hơn nữa, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ ngành trong việc giải quyết hồ sơ. Dù ngành thuế và hải quan đã mạnh tay cải cách hành chính, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn than khó vì không ít thủ tục còn rườm rà. Như thủ tục dành cho doanh nghiệp nợ thuế, phạt chậm nộp còn rườm rà, phức tạp, làm khó doanh nghiệp, hay quá trình giải quyết thủ tục hành chính cán bộ hải quan còn yêu cầu một số văn bản, giấy tờ ngoài quy định, khiến thời gian giải quyết thủ tục kéo dài hơn thực tế. Thực ra mà nói thì cộng đồng doanh nghiệp và người dân hiện nay đang chịu rất nhiều chi phí không chính thức. Chi phí không chính thức nhất là do tính không chuyên nghiệp của người làm công tác thực hiện nhiệm vụ. Cho nên là hướng dẫn, mỗi người hướng dẫn một kiểu, mà cùng một người hướng dẫn hai ngày khác nhau, lại hướng dẫn hai kiểu khác nhau. Cho nên trước hết là người dân phải đi lại. Và trong số đó có một số nhỏ là con sâu, là lợi dụng cái sự đi lại nhiều lần của người dân đó để hướng dẫn và tranh thủ thu thêm phí. Vấn đề kiểm tra chuyên ngành, hiện còn quá nhiều văn bản, thông tư, nghị định chồng chéo của các cơ quan chuyên ngành làm doanh nghiệp dễ bị nhiễu loạn và rối loạn thông tin. Theo thống kê của CM, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, một năm doanh nghiệp bỏ ra 28,6 triệu ngày công với chi phí 14.300 tỷ đồng để làm thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Thì chúng tôi rất mong muốn giảm chi phí phi chính thức. Giảm chi phí phi chính thức chỉ thực hiện được khi chúng ta là thực hiện cái chính phủ điện tử. Tất cả những dịch vụ công hành chính, công thủ tục hành chính đều phải thực hiện qua cái trực tiếp tuyến online, không giao tiếp trực tiếp giữa cán bộ công chức có thẩm quyền với người dân, thì lúc đó cái khoản chi phí mà phi chính thức này hiện nay thực sự nói đang rất lớn và doanh nghiệp không lường được. Cái vấn đề là nhiều khi doanh nghiệp không lường được. Nhiều ý kiến cũng cho rằng Ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN phải đẩy nhanh thêm sức ép để đẩy nhanh được tốc độ cắt giảm của các bộ ngành. Cần thiết là ủy ban của chính phủ, ủy ban một cửa quốc gia này có một cái cơ chế nó mạnh hơn. Đó là một cái ban thư ký thực sự mạnh để thúc đẩy và để hỗ trợ cho các bộ có thêm được các cái động lực, có thêm được các cái gọi là nguồn lực để mà làm nhanh chuyện này. Bởi vì bên cạnh cái chuyện là về cái nguồn lực hoặc cơ sở hạ tầng còn hạn chế thì chúng tôi cũng hiểu rằng có những cái nó động chạm vào
những cái quyền lợi, mà khi mà phải đưa lên điện tử hóa để mà không còn sự gặp mặt giữa công chức với lại doanh nghiệp. Ngoài ra, phải đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin, tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho việc trao đổi dữ liệu giữa cơ quan quản lý trên cổng thông tin một cửa quốc gia. Trong công tác cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN, đặc biệt là tạo thuận lợi cho thương mại, thì cái việc nâng cao năng lực công nghệ là vấn đề rất là quan trọng. Chúng ta cần phải thống nhất như thế nào là kiểm tra chuyên ngành. Nếu không thì các biện pháp của chúng ta sẽ không trúng và nhận định của chúng ta nó cũng không trúng. Báo cáo các đồng chí là theo đúng nghị định 08 năm 2015 thì cái kiểm tra chuyên ngành là kiểm tra về chất lượng hàng hóa, về y tế, về văn hóa, về kiểm dịch, về an toàn thực phẩm. Định nghĩa đã được định nghĩa rất là rõ rồi. Và nếu đối chiếu theo định nghĩa đó thì cái diện mặt hàng kiểm tra chuyên ngành nó sẽ khác. Thì hiện nay trong báo cáo của chúng ta trộn lẫn các mặt hàng mà cần phải kiểm tra chuyên ngành và các mặt hàng cần phải quản lý nhập khẩu hay là xuất khẩu theo chính sách quản lý xuất nhập khẩu. Chính vì chúng ta trộn lẫn như vậy nên đưa ra một cái số rất không chính xác. Bộ Công Thương hiện nay còn những 4.100 mã RS là thuộc diện kiểm tra chuyên ngành. Điều đó không đúng. Cái việc tổ chức triển khai thực hiện, nhiều khi chúng ta có một cái hệ thống tốt, có một cái chủ trương tốt, nhưng cái việc tổ chức triển khai thực hiện bên dưới thì nó cũng còn cái bất cập, thì cái đó cũng ảnh hưởng và hạn chế cái hiệu quả của việc mà triển khai cơ chế một cửa mà ta gọi là thực chất ấy. Thực chất đây vừa thực chất từ thiết kế lẫn thực chất từ thực thi, cả hai vấn đề đều quan trọng cả. Thiết kế tốt nhưng nếu thực thi không tốt thì cũng không mang lại hiệu quả tốt. Cho nên ở đây ta nói, ở đây ta khi ta xây dựng chính sách, ta xây dựng các quy trình, ta xây dựng hệ thống là thiết kế, nhưng ai là người thực hiện cái đó là những cái cán bộ công chức của ta ở các bộ ngành, ở các địa phương bên dưới. Thí dụ quy định là không yêu cầu nộp hồ sơ điện tử, không yêu cầu nộp hồ sơ giấy khi đã có hồ sơ điện tử, nhưng nếu người ta vẫn quy định, người ta vẫn yêu cầu doanh nghiệp nộp thì đấy là thực hiện nó không đúng theo quy định, không đúng theo thiết kế. Hiện tại đây tôi muốn nói là để đảm bảo cái cơ chế một cửa đi vào cuộc sống một cách nó thực chất ấy, thì phải quan tâm tới cả là hai vấn đề. Vấn đề nhất là cái thiết kế ra cơ chế và thiết kế ra hệ thống để thực thi, và vấn đề thứ hai là điều hành chỉ đạo để cái việc tổ chức thực thi nó đúng trên thực tế. Bộ Tài chính cũng cho rằng vướng mắc lớn nhất nằm ở việc có quá nhiều yêu cầu về chứng từ chồng chéo giữa các cơ quan. Ngoài ra, nhiều loại giấy tờ chưa được chấp nhận sử dụng dưới hình thức điện tử như vận tải đơn đường biển. Theo kế hoạch, từ nay tới cuối năm, Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành triển khai mới 130 thủ tục hành chính trên cơ chế một cửa quốc gia theo nghị quyết số 19 năm 2018 của Chính phủ, và phấn đấu đạt 143 thủ tục hành chính theo kết quả rà soát và cam kết mới nhất của các bộ ngành. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tài chính thuế ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục gửi tới quý vị những thông tin về việc hoàn thiện cơ chế một cửa quốc gia trong những chương trình phát sóng trên các tuần tiếp theo. Mời quý vị cùng theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.